Ê, cái đàn của mình mấy cái dot trắng trắng ở trên này thì mình làm cái gọi là lum inlay, tức là inlay nhưng mà nó phát sáng trong đêm tối đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi ha. Bây giờ mình sẽ tắt cái đèn thử ha. À, thì cái này đứng trên sân khấu các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng rất là đã ha.